Thầy chào các em. Tiết học ngày hôm nay là tiết học theo chủ đề mắt cận, mắt lão, kính lúp. Ở tiết trước thì các em đã học bài mắt. Như vậy bài 48 là bài mắt, bài 49 mắt cận, mắt lão, bài 50 là kính lúp, là những nội dung ứng dụng của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Để hiểu rõ nội dung của bài học ngày hôm nay, và thầy cho rằng bài hôm nay rất là thú vị vì một phần nào đó sẽ giải thích cho các em hiểu được cái tác dụng của cái kính đeo mà mình thường gọi là kính cận đó, mà một số em đang sử dụng. Thì trước khi đi vào cái chủ đề này thì ta sẽ ôn lại một số kiến thức ở bài trước. Câu số 1, hãy nêu tính chất ảnh não của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Câu 2, nêu sự khác nhau về vị trí của ảnh não tạo bởi thấu kính hội tụ và ảnh não tạo bởi thấu kính phân kỳ. Và câu số 3, nếu một người mắt bình thường khi nhìn một vật ở xa mà mắt không điều tiết thì ảnh của vật ở đâu? Nội dung ba câu hỏi này thì đều nằm trong bài học ở những tiết học trước. Câu thứ nhất, ảnh não tạo bởi thấu kính hội tụ thì nó cùng chiều với vật và lớn hơn vật. Ảnh não tạo bởi thấu kính phân kỳ thì cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. Về cái vị trí ảnh não, ở thấu kính hội tụ thì ảnh não nằm xa thấu kính hơn vật, còn ở thấu kính phân kỳ thì ảnh não nằm gần thấu kính hơn vật. Ở câu 3, một người mắt bình thường khi nhìn một vật ở xa mà mắt không điều tiết thì ảnh của vật ở đâu? Thì các em đã học ở bài trước. Đối với mắt bình thường, khi ta nhìn thấy một vật thì ảnh của vật phải nằm đúng trên màng lưới. Như vậy điều này cũng giải thích được nếu mà mình nhìn một vật không rõ. Ví dụ như những em bị cận, nếu tháo mắt kính ra thì mình nhìn những vật ở trước mặt mình không rõ lắm, thì có nghĩa là gì? Là ảnh của vật không nằm đúng trên màng lưới. Đúng như này. Trong cái chủ đề bài này thì chia làm hai chủ đề. Chủ đề 1 là mắt cận và mắt lão. Chủ đề 2 là kính lúp. Thì đầu tiên thì ta xét cái tật thứ nhất là tật cận thị, thì người ta gọi là mắt cận. Thì các em sử dụng thêm sách giáo khoa và các em mở sách giáo khoa ra để các em tìm hiểu về cái biểu hiện của tật này. Các em mở sách ra ở câu C1, hãy khoanh tròn vào dấu cộng trước những biểu hiện mà em cho là triệu chứng của tật cận thị. Trường hợp thứ nhất, khi đọc sách phải đặt sách gần mắt hơn bình thường. Trường hợp thứ hai, khi đọc sách phải đặt sách xa mắt hơn bình thường. Trường hợp thứ ba, ngồi dưới lớp nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ. Và trường hợp thứ tư, ngồi trong lớp nhìn không rõ các vật ngoài sân trường. Như vậy, trong bốn biểu hiện này thì ta thấy là thường ở những em mà bị tật cận thị, nếu mà không đeo kính thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp nào? Là trường hợp thứ nhất, khi đọc sách phải đặt sách gần mắt hơn bình thường. Ví dụ, ở mắt bình thường khi đọc sách thì cái khoảng cách từ sách đến mắt khoảng 25 cm. Nhưng mà ở mắt cận thì những em mà bị cận là phải đưa sách đến gần mắt hơn, cách 10 cm mới đọc được. Và trường hợp thứ ba, ngồi dưới lớp nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ, thì cái này là rõ ràng đúng không nào? Cho nên những em mà bị cận thì thầy cô hay xếp chỗ cho các em ngồi những bàn đầu. Và trường hợp thứ tư là ngồi trong lớp nhìn không rõ các vật ngoài sân trường. Như vậy trong bốn biểu hiện này thì có ba biểu hiện nó cùng chung một cái đặc điểm là gì?
là khi đọc sách phải đặt sách gần mắt hơn bình thường, hoặc là nhìn không rõ các vật ở xa. Như vậy từ cái biểu hiện này thì các em có thể trả lời câu C2. Như vậy mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa hay gần mắt. À, mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa. Như vậy so với mắt bình thường thì cái điểm cực viễn của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường. Thầy nói thí dụ với người mắt bình thường có thể nhìn được rất xa, khoảng từ 5 mét trở đi, thì người ta nói là điểm cực viễn ở rất xa, ở vô cực. Nhưng mà với người mắt cận, tùy theo mức độ cận, thì có thể có em chỉ nhìn được xa nhất cách mắt là 1 mét, hoặc là có em có thể nhìn được xa nhất cách mắt là 50 cm. À, như vậy so với mắt bình thường thì điểm cực viễn của mắt cận thì gần hơn mắt bình thường. Như vậy cái đặc điểm của tật cận thị là mắt cận nhìn rõ các vật ở gần nhưng không nhìn rõ các vật ở xa. Khi này điểm cực viễn là CV đó của mắt cận thì ở gần mắt hơn bình thường. Người ta chú ý cái đặc điểm này. Như vậy làm cách nào để mà người mắt cận có thể nhìn xa được giống như mắt bình thường? Qua trường hợp B, cách khắc phục tật cận thị. Khắc phục ở đây là không phải là mình chữa được cái tật cận thị, mà khắc phục đây là gì? Là làm cách nào đó để người bị cận thị có thể nhìn rõ được vật ở xa. Thì các em thấy những em mà bị cận thường phải đeo một loại kính. Thế thì để nhìn rõ một vật ở xa như mắt bình thường, người bị cận phải đeo kính. Nhưng mà ngay cả những em đeo kính cũng chưa biết là mình đeo kính gì và tại sao mình đeo kính đó thì lại có thể nhìn rõ vật ở xa giống như mắt bình thường. Như vậy thầy nhấn mạnh ở chỗ là gì? Là khi đeo kính thì kính đeo phải có tác dụng gì? Khi ta đã đeo kính, tức là các em phải nhìn qua kính để ta thấy ảnh của vật, thì cái ảnh đó phải nằm gần mắt hơn so với vật. Thế tại sao vậy? Tại vì điểm cực viễn của người mắt cận gần mắt hơn bình thường, cho nên là khi qua kính, ảnh của vật này phải được đưa đến gần mắt hơn. Và chắc chắn cái ảnh này phải là gì? Là não rồi, tại vì em đã nhìn qua kính. Và điều thứ hai là cái ảnh này nó phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt cận, tức là từ CV đến CC. Ở bài trước thầy cũng đã nói. Như vậy lưu ý nha, là đeo kính thì kính đeo phải có hai tác dụng, là nó phải đưa ảnh của vật nằm gần mắt hơn, và ảnh này phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt mắt cận đó. Và từ cái tác dụng của kính đeo thì em biết ngay kính này là kính gì rồi, kính nào, kính loại nào hội tụ hay là phân kỳ để cho ảnh nó nằm gần kính hơn so với vật. Đó chính là thấu kính phân kỳ. Thì các em nhìn xem cái hình mô tả này. Khi một người bị cận thị có điểm cực cận là CC, điểm cực viễn là CV, và người này chỉ có khả năng nhìn rõ trong giới hạn nhìn rõ là CC, CV, thì một vật đặt ở xa như thế này thì chắc chắn là người này sẽ không nhìn thấy được cái vật AB, tại vì cái vật AB này nó nằm ngoài cái điểm cực viễn. Và muốn nhìn thấy được cái vật AB thì người này phải đeo kính. Thì cái kính đeo nào, kính đeo này nó phải có tác dụng là cái vật AB này qua kính đeo nó phải cho cái não, và não này nó phải nằm gần gần thấu kính hơn.
Như vậy ảnh não mà nằm thấu kính, gần thấu kính hơn, đó là thấu kính phân kỳ mà các em đã học, và phần đầu thầy đã ôn cho các em á. Và đặc biệt nữa là gì, là cái ảnh não này nó phải nằm trong cái phạm vi CCCV thì người này mới thấy được cái ảnh não đó. Và muốn như vậy, muốn cho ảnh não này nó nằm trong cái phạm vi này thì cái kính đeo phải có tiêu điểm S trùng với điểm CV. Tại vì các em đã biết là ảnh tạo bởi kính phân kỳ luôn luôn nằm trong khoảng OS. Như vậy, kính đeo phải có tiêu điểm F trùng với CV, hoặc là tiêu cự của kính đeo là OF bằng OCV. Đó là kính đeo thích hợp. Còn nếu mà ta đeo kính mà tiêu điểm F nó khác với CV thì có thể là em cũng không nhìn thấy rõ đâu. Cho nên là mỗi người bị cận thị khác nhau thì sẽ đeo kính phân kỳ đặc trưng cho cái tật của người đó, chứ không thể nào mà lấy cái kính cận của người này mà của người khác mà mình đeo vô mà mình thấy được. Như vậy để nhìn rõ một vật ở xa như mắt bình thường thì mắt cận phải đeo kính cận là thấu kính phân kỳ. Người ta nhớ kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm CV, tức là OF bằng OCV. Thì cho cái ví dụ, một người bị cận thị khi đeo kính phân kỳ có tiêu cự 25 cm thì nhìn rõ vật ở xa giống như mắt bình thường đó. Nhưng mà nếu không đeo kính, bỏ kính ra, thì người đó nhìn được vật xa nhất cách mắt là bao nhiêu? Ý thứ hai, một người chỉ nhìn vật xa nhất cách mắt là 30 cm, tức là khi không đeo kính đó, chỉ nhìn vật xa nhất cách mắt là 30 cm, mắt người đó có tật không và cách khắc phục. Thì ta đã biết khi đeo kính phân kỳ thích hợp có OF bằng OCV thì người đó sẽ nhìn được vật ở xa như mắt bình thường. Như vậy, ý thứ nhất, nếu không đeo kính thì người đó nhìn được vật xa nhất cách mắt một khoảng OCV bằng 25 cm. Tức là do người này đang đeo kính có tiêu cự là 25 cm thì OF bằng OCV. Như vậy khi không đeo kính, người đó nhìn được vật xa nhất cách mắt là 25 cm. Ý thứ hai, một người khi không đeo kính chỉ nhìn vật được xa nhất cách mắt là 30 cm. Như vậy cái này là OCV. Như vậy do điểm cực viễn ở gần mắt hơn, như vậy người này mắt tật cận thị. Và để khắc phục thì người này phải đeo kính phân kỳ, và kính này có tiêu cự OF bằng OCV bằng 30 cm. Em có hiểu được chưa? Tức là nếu biết được tiêu cự của kính đeo thì mình sẽ xác định được khoảng cực viễn, và ngược lại nếu biết được khoảng cực viễn của người này thì mình sẽ biết được là đeo kính có tiêu cự bao nhiêu. Ta sang tập thứ hai là mắt lão. Cái mắt lão là mắt của những người già. Thì những người già đây là gì? Là những người mà trên 40 tuổi. Là do cái tuổi tác cho nên là cái khả năng điều tiết nó kém đi và mắc cái tật này. Thì ở người mắt lão thì có những đặc điểm như sau. Mắt lão là mắt của người già. Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Em chú ý nha. Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Thí dụ như là thầy, tuổi của thầy là chắc chắn là bị cái tật này, thì mắt của thầy có thể nhìn rõ vật ở xa. Như vậy khi làm bài kiểm tra, những em nào ngồi ở cuối lớp đừng có nghĩ rằng là thầy không biết các em hỏi bài hay là xem tài liệu, tại vì thầy nhìn rõ những vật ở xa.
Cho em xem hai cái hình. Hình thứ nhất là mắt bình thường. Thì mắt bình thường có điểm cực cận cách mắt một khoảng nào đó. Nhưng mà ở người mắt lão thì điểm cực cận nằm xa mắt hơn bình thường. Cho nên là cái vật đặt trong cái phạm vi này từ O đến CC thì người này không nhìn rõ được. Khả năng nhìn rõ người này là từ CC trở đi. Cho nên là cái người cận thị cũng như là mắt lão thì cái điểm cực cận và điểm cực viễn nó khác nhau. Và ta nhớ ở phần trước, điểm cực viễn của mắt cận thì gần mắt hơn bình thường. Cho nên là khi người đó không đeo kính hoặc là người đó có đeo kính thì điểm cực cận hoặc là điểm cực viễn không thay đổi. Nha. Nhớ là không thay đổi. Chứ đừng có nghĩ rằng là khi mình đeo kính vô là cái điểm cực viễn của người cận thị dời ra xa, cho nên là mình nhờ đó là mình đeo nhìn thấy được những vật ở xa. Mắt lão cũng thế. Người mắt lão thì điểm cực cận xa mắt hơn bình thường. Cho nên là khi có đeo kính hay là không đeo kính thì cái điểm cực cận của mắt lão cũng là như thế. Điểm cực cận CC của mắt lão xa mắt hơn bình thường. Cách khắc phục. Tức là muốn cho mắt lão có thể nhìn rõ vật ở gần như mắt bình thường thì sao? Thì em nhìn cái hình đầu tiên. Nếu mà cái vật AB đặt gần mắt hơn và gần hơn cái điểm cực cận thì cái người này sẽ không nhìn thấy được cái vật AB. Muốn nhìn rõ được thì cái vật này nó phải nằm trong phạm vi từ cực cận đến cực viễn. Như vậy khi mà người này muốn nhìn rõ vật AB, điểm cực cận không thay đổi nha, thì đó, thì như vậy cái kính đeo nó phải có tác dụng là tạo ra cái ảnh não, và ảnh não này nó phải nằm từ CC trở ra xa. Kính đeo mà tạo ra ảnh não nằm xa kính hơn vật thì đó chính là thấu kính hộ độ. Em thấy rõ chưa nè? Đó, như vậy nhờ thấu kính hội tụ này mà một vật AB sẽ tạo ra ảnh não nằm xa kính hơn, nằm trong phạm vi từ CC đến CV. Đó. Và người này sẽ nhìn rõ được vật AB. Thật sự ra nói là nhìn rõ vật AB thì nói cho nó có thôi, chứ đúng ra là mình nói là người này nhìn rõ được ảnh A'B' của AB, chứ không phải là người này nhìn được vật AB. Tại vì khi đã đeo kính là mình sẽ quan sát được ảnh não. Như vậy để nhìn rõ vật ở gần, mắt lão phải đeo kính lão là thấu kính hộ tụ có tiêu cự thích hợp. Thì tiêu cự như thế nào? Đeo kính bao nhiêu cm, tiêu cự bao nhiêu cm thì phải đo mắt, thì người ta mới cắt kính phù hợp cho cái người mắt lão. Như vậy là ta đã hoàn thành cái chủ đề 1 là mắt cận và mắt lão. Thì bây giờ những em bị cận thị, có thể là mình biết được là mình đeo kính gì chưa? Và tại sao mình đeo kính có tiêu cự như thế? Thí dụ như là một em bị cận thị, đeo kính có mình gọi là đeo kính 2 độ. Thì hai cái độ, 2 độ đó là gì? Là một cái đại lượng vật lý mà người ta dùng nói đến cái tụ số của kính. Thì qua cái độ, cái tụ số này mà người ta biết được cái tiêu cự của kính. Như vậy là em đó sẽ bị, đang bị cận thị và đeo, đang đeo kính phân kỳ có tiêu cự là 50 cm. Theo sang sang cái chủ đề thứ hai, đó là kính lúp. Kính lúp là gì? Em quan sát cái hình đoạn phim ngắn.
Người này đang dùng lại kính lúp và quan sát những chi tiết trên khuôn mặt. Và trường thứ hai, người ta dùng kính lúp để đọc sách, đọc báo. Thì qua hai cái hình này các em thấy là khi ta nhìn qua kính lúp, ta thấy cái dòng chữ trên trang sách khi nhìn qua kính lúp nó lớn hơn so với bình thường. Ở cái hình thứ nhất, khi ta nhìn kính lúp, qua kính lúp ta quan sát các chi tiết trên cái khuôn mặt của em bé này, ta thấy nó cũng lớn hơn bình thường. Như vậy kính lúp là gì? Cái điều đầu tiên ta phải khẳng định là những gì mà ta quan sát qua kính lúp đó chính là ảnh ảo. Và ảnh ảo này nó lớn hơn vật. Như vậy chắc chắn kính lúp là một thấu kính hội tụ và nó có tiêu cự ngắn, tiêu cự nhỏ đấy. Và người ta dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ, ví dụ như là người thợ sửa đồng hồ, hoặc là những cái nhà khoa học, những nhà sinh vật học, người ta quan sát những cái chi tiết, là dùng quan sát các vật nhỏ. Mỗi kính lúp có một số bộ giác, ký hiệu là G, ghi bằng các số như là 2X, 3X, 5X. Mỗi kính lúp có số bộ giác khác nhau. Và nếu ta dùng kính lúp có số bộ giác càng lớn để quan sát một vật thì ta sẽ thấy ảnh càng lớn. Kính lúp có số bộ giác 40X và cũng là khá lớn. Và nếu mà số bộ giác của kính mà lớn hơn 40X thì có thể đó là kính hiển vi. Số bộ giác được ghi ngay trên vành đỡ kính, cái vành kính trên cái vành kính, cái vành màu đen này. Đó, trên cái vành kính, người ta sẽ ghi cái số bộ giác trên đó. Giữa số bộ giác và tiêu cự tính bằng cm của kính lúp có hệ thức R bằng 25 chia cho F. 25 đây là 25 cm, đó là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của một người mắt bình thường. F là tiêu cự kính lúp tính bằng cm. Như vậy là cái số bộ giác không có đơn vị. Như vậy biết được tiêu cự kính lúp, ta tính được số bộ giác. Và ngược lại, nếu biết được số bộ giác, ta sẽ tính được tiêu cự kính lúp. Em xem ví dụ như sau. Giả sử ta có 3 loại kính lúp có số bộ giác 1,5X, 3X, 5X. Tính tiêu cự của các kính lúp đó thì ta dựa vào công thức vừa học. G bằng 25 chia F, dựa suy ra F bằng 25 chia G. Lần lượt các em thay vô. Bài tập này cũng khá dễ đúng không nào? Nhớ là tiêu cự của kính tính bằng cm. Số bộ giác của kính lúp liên quan như thế nào với tiêu cự của kính? Như vậy ta biết cái công thức G bằng 25 chia cho F. Như vậy nếu số bộ giác càng lớn thì tiêu cự càng nhỏ và ngược lại. Và ở phần này thì ta có kết luận. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát những vật nhỏ. Số bộ giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính. Thì thầy nói ngắn gọn ý nghĩa của số bộ giác như thế này. Các em nhớ khi mình làm bài tập về thấu kính thì cái độ cao của vật là AB, độ cao của ảnh là A'B'. Thì khi A'B' chia cho AB, lấy độ cao của ảnh chia cho độ cao của vật, thì người ta gọi cái tỷ số đó là độ phóng đại của thấu kính hội tụ. Nhưng mà ở kính lúp thì nó không phải là như thế. Số bộ giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần
so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp. Thì cái ảnh đây là gì? Là ảnh mà mắt thu được là ảnh ở trên màng lưới. Nha, ảnh ở trên màng lưới. Chứ không phải là ảnh dựng ảnh như là thấu kính hội tụ. Bây giờ ta muốn quan sát một vật nhỏ của kính lúp thì ta làm sao? Thì các em nhìn cái hình kế bên, các em thấy người ta dùng một kính lúp, người ta quan sát. Thì muốn cho thu được ảnh ảo lớn hơn vật thì các em đã học thấu kính hội tụ rồi. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh ảo khi nào? Khi vật đặt trong khoảng tiêu cự. Đúng không nào? Như vậy nhìn qua kính lúp ta thấy được các dòng chữ trên trang sách. Ảnh quan sát qua kính lúp là ảnh thật hay ảnh ảo? Nêu đặc điểm. Các dòng chữ trên trang sách qua kính lúp to hơn. Vậy ảnh quan sát qua kính lúp là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Và muốn có ảnh như trên, tức là muốn có ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật, thì phải đặt ở khoảng nào trước kính để xem vận dụng cái tính chất ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Thì các em biết ngay là muốn có ảnh ảo như thế phải đặt vật trong khoảng tiêu cực của kính. Người ta nhớ nha, chứ không phải là mình cầm kính lúp mình quan sát cái vật nó ở xa nha. Phải đặt vật trong khoảng tiêu cực thì ta mới quan sát được ảnh ảo. Ảnh của một vật qua kính lúp, vật đặt trong khoảng tiêu cự, vật đặt trong khoảng tiêu cự của kính lúp, thì các em dựng ảnh giống như dựng ảnh qua thấu kính hội tụ. Tia tới song song trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy, tia tới qua quan tâm, tia ló chuyển thẳng. Các em kéo dài hai tia ló này cho nó cách nhau tại B phẩy, hạ đường vuông góc với trục chính, cách trục chính tại A phẩy. Như vậy là muốn quan sát ảnh ảo thì ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp, sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật, mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. Thì cái chủ đề vừa rồi thầy đã chia sẻ với em về mắt cận, mắt lão và kính lúp đã kết thúc. Thì để chuẩn bị cho tiết học tới thì thầy dặn dò cái một số nội dung. Thứ nhất là các em hiểu về, nắm vững về các đặc điểm, về các tật của mắt và cách khắc phục. Biết cách vận dụng công thức tính số bộ giác, tính tiêu cự của kính lúp ngược lại, nắm vững các quan sát một vật qua kính lúp và các em thực hiện các bài tập trong sách bài tập. Tiết sau là tiết bài tập quan hình học, thì các em xem trước cái bài học này. Như vậy là cái tiết sắp tới là tiết bài tập, thì thầy sẽ giới thiệu một số bài tập trong cái phần thấu kính cũng như là mắt. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy chào mấy em.